Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam sẽ chấm dứt sử dụng kháng sinh kích thích sinh trưởng. Rừng sách tham khảo trong mùa tựu trường. Thành phố Hồ Chí Minh lập trang mạng xã hội để bán hàng chục cây súng hơi như súng thật. Công nghệ phát triển khiến giới trẻ ngày càng có xu hướng bạo lực. Thưa quý vị, đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Việt Nam sẽ chấm dứt sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi với mục đích kích thích sinh trưởng. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sử dụng kháng sinh và phòng chống sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Đây cũng sẽ là thông tin mở đầu chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin tại Hội nghị triển khai kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sử dụng kháng sinh và phòng chống sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản diễn ra chiều ngày 2 tháng 8 tại Hà Nội. Trong năm 2015, qua khảo sát, có 472 trên 708 cơ sở nuôi tôm và cá tra sử dụng kháng sinh. Cũng trong năm 2015, kết quả điều tra tại 5 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Thái Bình và Nam Định cho thấy 100% số cơ sở chăn nuôi heo có sử dụng kháng sinh trong phòng và điều trị bệnh cho heo. 68% số cơ sở có sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để phòng bệnh và kích thích tăng trưởng cho heo. Để phòng ngừa tiến tới ngăn chặn tình trạng lạm dụng kháng sinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra lộ trình kết thúc năm 2017 sẽ chấm dứt sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi với mục đích kích thích sinh trưởng. Còn việc sử dụng kháng sinh với mục đích phòng bệnh sẽ kết thúc vào năm 2020. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt từ ngày 1 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Nghị định 46/2016/NDCP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2016 và sẽ không thay đổi hoặc tăng mức xử phạt. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, hiện mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt vẫn áp dụng theo Nghị định 46/2016/NDCP thay thế cho Nghị định 171/NDCP và Nghị định 107/NDCP. Với các vi phạm sau được lùi thời hạn xử phạt đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 như không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình. Theo quy định, khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô. Taxi không có thiết bị in hóa đơn theo quy định, dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe ô tô chạy trên đường. Việc áp dụng quy định về tải trọng trục xe đối với việc xử phạt người điều khiển xe bánh xích, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của cầu đường, kể cả xe ô tô chở hành khách. Đối với hành vi vi phạm không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn trên xe ô tô khi xe đang chạy, sẽ được áp dụng xử phạt kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tiếp theo là thông tin y tế. Thưa quý vị, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân mắc bệnh cơ tim thất phải gây loạn nhịp. Đây được xem là một bệnh lý cực kỳ hiếm gặp, có thể dẫn đến đột tử với những triệu chứng rất khó chẩn đoán. Và đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân mắc phải bệnh lý này. Bệnh nhân nữ, sinh năm 1991, ngụ tại Lâm Đồng. Bệnh nhân đột ngột choáng váng, qua mắt, đứng không vững, cảm giác tim đập mạnh, hồi hộp, kèm giả mồ hôi thở dốc. Bệnh nhân được nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tại đây, bệnh nhân được đo ECG và được chẩn đoán loạn nhịp nhanh thất, được xử lý sốc điện và chuyển viện ngay đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được thực hiện một số xét nghiệm và cận lâm sàng siêu âm MRI và được chẩn đoán nhanh thất do bệnh cơ tim thất phải nguy cơ cao, hay còn gọi là ARVC. Các bác sĩ tại khoa điều trị rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định phương án điều trị cho bệnh nhân bằng thuốc chống loạn nhịp và đặt máy phá rung để phòng ngừa đột tử cho bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết, theo Y văn thế giới, tại miền Bắc nước Ý, cứ 10 người đột tử thì có một người liên quan đến căn bệnh này. 22% đột tử thường gặp ở vận động viên. Đồng thời, trên 50% bệnh nhân thường tới bệnh viện trong tình trạng ngất hoặc đột tử. Trên 1/3 số người trong gia đình có thể mắc nếu trong nhà có người từng mắc phải. Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo nếu trong gia đình có tiểu sử mắc ARVC, đột tử sớm không rõ nguyên nhân, những người thường bị đánh trống ngực, hồi hộp, thường xuyên ngất xỉu nên tầm soát bệnh để được điều trị và phòng ngừa đột tử kịp thời. Thưa quý vị, chưa bao giờ thị trường sách tham khảo dành cho học sinh lại phong phú về số lượng và đa dạng về nội dung như hiện nay.
giữa rừng sách tham khảo dày đặc thì việc lựa chọn được những cuốn sách chất lượng, hữu ích cho việc học tập của con em là điều không dễ đối với các bậc phụ huynh. Chúng tôi đã có những ghi nhận xung quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ học sinh tiểu học đến lớp 12, mỗi môn của từng cấp học đều có vài chục đầu sách tham khảo. Đối với học sinh lớp 1, 2, sách tham khảo đa số là sách tập tô, tập viết, thì dạo gần đây còn xuất hiện các sách hướng dẫn giải bài tập toán nâng cao. Những môn xã hội như lịch sử, địa lý, thậm chí môn giáo dục công dân, tại các nhà sách cũng thấy xuất hiện sách tham khảo. Mình thấy rất là khó khăn, video nhìn nó rất là bạc ngàn, mình rất là rối. Chọn ngay những cái sách mà hồi xưa mình đã biết rồi, những cái cuốn sách nổi tiếng. Lựa chọn những cái trình bày nào mà nó ngắn gọn, dễ hiểu và liên quan nhiều tới bài tập luyện tập. Đứng trước quá nhiều thông tin, các em học sinh đành chọn lọc theo phương pháp của riêng mình. Lựa sách không có đáp án thì mình làm tốt hơn mấy sách mà có đáp án sẵn. Theo ý kiến từ các chuyên gia, sách tham khảo luôn được xem là một loại sách bổ trợ, giúp học sinh nâng cao kiến thức. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, sẽ là con dao hai lưỡi, không chỉ làm cho học sinh học không được mà còn hỏng cả kiến thức. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi cả nước. Ghi nhận tại Thanh Hóa, khoảng một tháng trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết đã gia tăng đột biến. Trước tình trạng này, để chủ động phòng chống dịch, Sở Y tế Thanh Hóa đã tăng cường phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chỉ tính riêng trong tháng 7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tịnh Gia, Thanh Hóa đã tiếp nhận điều trị cho gần 20 trường hợp bị sốt xuất huyết. Nhiều địa phương còn có số ca mắc bệnh tăng gấp hàng chục lần so với những tháng trước đó. Đáng chú ý, tất cả các bệnh nhân bị sốt xuất huyết đều là người đi làm ăn tại các tỉnh khác hoặc mới đi chơi xa về. Để phòng chống hiệu quả, người dân cần phải kết hợp tốt với cán bộ y tế trong việc vệ sinh môi trường, đặc biệt phải nâng cao cảnh giác với bệnh khi phát hiện có các biểu hiện như sốt cao, phát ban hoặc có xuất huyết dưới da. Thưa quý vị, trong gần một năm nay, tại hồ chứa nước Suối Dầu nằm trên địa bàn xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, nơi điều tiết nước sinh hoạt và tưới tiêu cho các xã của hai huyện Diên Khánh và Cam Lâm, đã xảy ra tình trạng người dân địa phương ồ ạt đốt phá rừng phòng hộ đầu nguồn để phát rẫy. Đây là hiện trường các khu rừng phòng hộ đầu nguồn của hồ chứa nước Suối Dầu bị người dân địa phương ồ ạt đốt phá để phát rẫy. Nhiều cánh rừng bị biến thành những đồi trọc trải dài hàng cây số. Các khu rừng xanh tươi trước đây trở nên trống hoác như sa mạc. Từng cánh rừng bị đốt phá nằm xen kẽ, khiến cả vùng rừng núi trở nên nham nhở, không còn chức năng phòng hộ đầu nguồn trong các mùa mưa lũ. Tình trạng phá rừng này bắt đầu từ nhiều năm nay và bộc phát ồ ạt từ đầu năm 2017, nhưng đến nay vẫn không thấy sự can thiệp của địa phương, khiến hồ chứa nước Suối Dầu luôn trong tình trạng bị đe dọa mất an toàn, cũng như các khu rừng đầu nguồn nơi đây mất đi chức năng phòng hộ. Thưa quý vị, tình trạng bất cập trong quy hoạch xây dựng bến xe khách đang là vấn đề nóng trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù bến xe được đầu tư hơn 30 tỷ đồng, nhưng nhiều năm nay gần như bỏ hoang gây lãng phí lớn. Trong khi đó, các cơ quan quản lý trên địa bàn vẫn đang loay hoay trong giải pháp cũng như công tác quản lý, ghi nhận của phóng viên. Bến xe này được đầu tư với số vốn hơn 33,7 tỷ đồng trên mặt bằng gần 10.000 m2 theo Ban Quản lý Bến xe Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh. Từ quý 3 năm 2011 đến quý 3 năm 2012 sẽ triển khai xây dựng các hạng mục nhà bến, sân đường, cổng hàng rào, hạ tầng kỹ thuật với số vốn 22 tỷ đồng. Giai đoạn 2 từ quý 2 năm 2013 đến quý 4 năm 2014 sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, từ đó đến nay nó trở nên hoang tàn như thế này. Năm 2015 là khi nó vừa hoàn thiện cái toàn bộ cái hệ thống đường và kỹ thuật cái bến xe đó. Nhưng mà trong quá trình đó thì đơn vị đang có quá trình chuyển đổi cái cơ cấu hoạt động từ cái ban quản lý bến xe này chuyển thành cái đơn vị là cổ phần hóa, xã hội hóa. Theo lý giải của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, việc bến xe Cẩm Xuyên chưa thể đi vào hoạt động là vì đang tạm dừng để chuyển đổi từ mô hình quản lý nhà nước sang tư nhân, xã hội hóa. Thực tế, trong khi nhu cầu đi lại của người dân đang hết sức cấp bách, kéo theo đó là tình trạng xe dù bến cóc diễn ra phổ biến, thì ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang loay hoay với quy hoạch và mô hình quản lý mới. Kéo theo đó là tình trạng lãng phí và hàng chục tỷ đồng đầu tư vào đây đang hàng ngày phơi sương phơi nắng. Đầu năm 2017, chợ Đắc Búc So, tỉnh Đắk Nông đi vào hoạt động. Đây là khu chợ được đầu tư với số vốn hơn 40 tỷ đồng, có thiết kế khang trang hiện đại, nằm ở vị trí trung tâm xã với 350 kiosk. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều tiểu thương không vào đây, nhưng vẫn cố tình lấn chiếm đất công, lòng lề đường, dựng quầy sạp trên vị trí chợ cũ để buôn bán. Khu chợ cũ không hợp vệ sinh, gây bất mỹ quan nông thôn, ảnh hưởng đến trật tự giao thông,
Chính vì vậy, chính quyền địa phương cần có những biện pháp thiết thực hơn để nâng cao ý thức của bà con tiểu thương tại khu chợ tự phát, từ đó trao trả mặt bằng lấn chiếm. Tại Quảng Ngãi, trong khi thi công nạo vét thông luồng cảng biển và luồng quay tàu dùng chung cho khu kinh tế Dung Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hào Hưng Quảng Ngãi phát hiện một số cổ vật thuộc đời nhà Minh bị chìm đắm dưới biển nơi công trình đang thi công. Tiến hành kiểm tra đáy biển, thợ lặn ghi nhận có nhiều mảnh sành sứ được phát lộ ở độ sâu 12 mét, cách cầu cảng khoảng chừng 20 mét. Qua kiểm tra mẫu gốm sứ bị dở, các chuyên gia nhận định những mảnh thu được là gốm sứ cổ của niên đại thế kỷ thứ 16 thuộc đời nhà Minh và khả năng có tàu chở gốm sứ bị chìm tại khu vực này. Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành khảo sát, khai quật theo quy trình. Thưa quý vị, du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch năm 2016, có đến gần 70% du khách quốc tế đến Việt Nam đã không quay trở lại. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện trạng này chính là văn hóa ứng xử trong du lịch tại nước ta thời gian qua đáng báo động. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Ứng xử văn hóa trong các hoạt động du lịch không phải là vấn đề mới, nhưng chưa bao giờ nóng như hiện nay. Mới đây, nhiều người lại xôn xao về hàng loạt vụ việc cư xử phi văn hóa, đáng xấu hổ của một số các dân người Việt đối với khách nước ngoài, gây tổn hại đến hình ảnh đất nước dưới con mắt của bạn bè quốc tế. Tiêu biểu như sự việc của một nữ du khách người Lithuania bị trộm mất chiếc xe đạp du lịch khi vừa đến thành phố Hồ Chí Minh, hay sự việc tranh cãi ẩu đả đuổi du khách người Nga xuống xe xảy ra vào ngày 25 tháng 7. Qua hai vụ việc trên, mặc dù lỗi thuộc về bên nào, thì cách cư xử đối với khách du lịch như trên thực sự gây phản cảm, kém văn hóa. Theo ý kiến của em thì nếu mà người Việt cứ hành động như thế thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh. Theo em thì những cái hành động đó nên được lên án và phê phán để giúp cho hình ảnh của người Việt Nam mình sẽ tốt đẹp hơn trong mắt của bạn bè thế giới. Đó là những việc làm rất là xấu và gây mất hình tượng người Việt Nam trong lòng du khách nước ngoài. Mà bản thân em là người Việt Nam thì em cũng cảm thấy xấu hổ đối với việc làm đó. Ngày 17 tháng 3 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng ban hành một bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch, trong đó có quy định đầy đủ các chuẩn mực ứng xử văn hóa du lịch. Tuy nhiên, có vẻ như những quy định trên vẫn chưa được áp dụng và xử lý mạnh mẽ. Thế kỷ, nếu tình trạng trên vẫn cứ tiếp diễn và không được các cơ quan chức năng xử lý triệt để, thì ngành du lịch Việt Nam khó phát triển cũng như để lại hình ảnh đẹp đối với bạn bè quốc tế. Tiếp theo chương trình là phần thông tin an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thưa quý vị, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt một đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí nguy hiểm. Trước đó, ngày 2 tháng 8, Công an xã Bà Điểm kết hợp cùng lực lượng hình sự huyện Hóc Môn xác định đối tượng Võ Tấn Đạt, sinh năm 1989, ngụ quận 9, đang thỏa thuận mua bán với một người khác khẩu súng bán gỗ dài khoảng nửa mét, có ống ngắm ở một quán cà phê trên địa bàn xã Bà Điểm. Khi chưa kịp giao cho người mua thì bị công an ập vào khống chế. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận khẩu súng trên là súng bắn đạn chì, độ sát thương cao, đang được Đạt trao bán với giá 45 triệu đồng. Ngoài cây súng trên, Đạt còn cho biết đã trao bán nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng Zalo cá nhân của mình trong nhiều tháng trở lại đây. Hiện công an xã Bà Điểm đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định. Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tức Hiền, sinh năm 1996, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành phố Huế về hành vi trộm cắp tài sản. Để có tiền tiêu xài sử dụng ma túy, ngày 16 tháng 6, Lê Tức Hiền đột nhập vào nhà 15A/119 đường Hùng Vương, phường An Cựu, lấy trộm xe đạp hiệu Asama. Trong lúc Lê Tức Hiền mang tài sản đi tiêu thụ thì bị công an thành phố Huế bắt giữ. Qua điều tra cho thấy, ngày 12 tháng 1, Hiền cũng bị Công an thành phố Huế xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 10 tháng 2, Hiền bị Công an phường Xuân Phú xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Công an phường đã lập hồ sơ quản lý giáo dục tại địa phương, nhưng Hiền vẫn tiếp tục tái phạm. Ngoài ra, gia đình Hiền cũng có đơn đề nghị cơ quan công an can thiệp và xử lý đối với Hiền vì thường xuyên có hành vi quấy phá trong gia đình. 32 năm tù là hình phạt mà hai đối tượng Phạm Đình Kiên và Nguyễn Đức Dương cùng trú tại thành phố Hải Phòng phải nhận về hành vi vận chuyển gần 1.000 viên ma túy tổng hợp. Theo cáo trạng, qua một thời gian theo dõi, ngày 11 tháng 4, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 phối hợp công an thị xã Cửa Lò và đồn biên phòng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ập vào phòng trọ của khách sạn Đại Dương trên địa bàn thị xã Cửa Lò, bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép 971 viên ma túy tổng hợp. Hai đối tượng Kiên và Dương khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ Hải Phòng vào Nghệ An tiêu thụ. Được biết, Kiên và Dương đã cùng nhau thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán chất ma túy theo tuyến này.
Thưa quý vị, kể từ khi công nghệ thông tin trở nên phổ biến, cũng là lúc lối sống của một bộ phận giới trẻ Việt Nam dần thay đổi. Có thể thấy, mạng xã hội không chỉ mang lại những kiến thức thông tin giải trí lành mạnh, mà còn là cái nôi phát tán những văn hóa, tư tưởng bạo lực và đồi trụy. Điều này đã vô tình tác động đến tính cách và lối sống của giới trẻ khi liên tục xuất hiện nhiều vụ việc ẩu đả, giết người mà bị cáo đều còn khá trẻ. Về vấn đề trên, các bạn trẻ sẽ có những ý kiến gì? Các chuyên gia sẽ đưa ra những lời khuyên nào? Và đâu là giải pháp để hạn chế vấn đề này? Đây sẽ là nội dung tiểu mục vấn đề hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Không khó để bắt gặp những clip học sinh đánh nhau, hỗn chiến trên mạng xã hội. Đa số các clip này có lượt xem khá cao và đặc biệt nhận được sự quan tâm khá nhiều của giới trẻ. Một thực tế hiện nay là bên cạnh phim ảnh thì tính bạo lực đang được lồng ghép vào rất nhiều loại game online. Theo các game thủ thì những game chém giết, đủ đánh nhau luôn mang lại cảm hứng và sự phấn khích cho người chơi, thậm chí nó khiến người chơi có thể bị kiện. Em lướt Facebook thì em thấy một số người như là các bạn gái hay đánh nhau rồi up lên mạng, rồi nhiều người share nữa. Em thì không đồng tình như vậy. Riêng với các bạn trẻ thì các bạn phải có cho mình một cái màn lọc khi mà các bạn online để các bạn có thể là gạn đục khơi trong. Chẳng hạn bạn thấy một cái clip bạo lực, hoặc là một cái chuyện bạo lực, hoặc là một cái văn hóa phẩm đồi trụy, một cái game nó rất là máu me. Thì như vậy bạn nên lọc nó ra, rồi bạn sẽ chuyển sang một cái những cái game khác, game về trí tuệ, hoặc là game phát triển óc chiến lược, hoặc là xem những video clip khoa học, hoặc là những cái mà có thể giúp cho mình phát triển về mặt trí tuệ, hoặc là phát triển về mặt tâm hồn. Riêng với các bạn trẻ thì nên có một cái màn lọc đó. Và với phụ huynh cũng thế, nên tập cho con từ nhỏ là biết phản ứng để từ chối, nói không mới là những cám dỗ. Việc phát triển công nghệ cao, đặc biệt Internet, thiếu kiểm soát, khiến nhiều thanh niên thích sống trong thế giới ảo. Càng sống trong thế giới ảo nhiều, họ càng ít giao tiếp trực tiếp với xã hội. Từ đó các bạn trẻ càng dễ tìm đến nhiều thông tin độc hại, game bạo lực, khiêu dâm. Rồi khi phải đối diện với thế giới thực, những người bước ra từ thế giới ảo rất dễ vi phạm chuẩn mực ứng xử. Qua đó, phụ huynh, nhà trường nên cho các em học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, chơi thể thao nhiều hơn để tránh tiếp xúc công nghệ quá nhiều, tiếp thu những thông tin không tốt dẫn đến việc hành xử sai lệch. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank để thất thoát trên 110 tỷ đồng. Khánh Hòa lắp đặt mới gương cầu và đèn tín hiệu pin mặt trời trên đèo Khánh Lê. Đắk Lắk, ô tô mất lái gặp tai nạn kinh hoàng, 6 người nguy kịch. Nhiều băn khoăn khi liên thông kết quả xét nghiệm.